tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái bài học, tức là ba mục đích của đầu tư. Tức là để tiền trong ngân hàng thì gửi được có 7% thì thôi, mua chỗ nào mà cứ mỗi năm tăng khoảng 10 12%, 2 năm thì được khoảng độ 2 30% là được rồi. Rồi, xin chào anh chị em. Thì tôi nghĩ là như này, theo lịch trình thì tôi sẽ tách làm hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ chia sẻ với anh em về một số cái ý tưởng khi đi đầu tư bất động sản. Thì hôm nay thì tặng cho anh em một cái kiến thức, một cái ý tưởng. Thì cái kinh nghiệm này thì cũng tôi nghĩ là cũng rất là cần thiết. Các bạn có thể ghi xuống, nếu các bạn đang cầm vở, cầm bút thì các bạn ghi xuống là nó gọi tên chủ đề là ba mục tiêu khi đi đầu tư. Ba mục tiêu khi đi đầu tư bất động sản. Thì thường thì thường có ba cái mục đích chính. Ba cái mục đích chính ở đây là gì? Đấy. Khi mà một số người họ đi mua bất động sản hay là họ thuê hay là họ đầu tư thì chúng ta thường có mấy mục đích. Một là tiêu dùng, tức là ví dụ như là như tôi chẳng hạn, tôi mua một cái tài sản nó khoảng độ mười mấy tỷ, tôi làm cái văn phòng đấy, thì đấy gọi là tiêu dùng đấy. Nhưng mà tôi dùng không hết thì tôi có cho thuê, cho thuê thì một tháng thêm được khoảng độ tầm mấy chục triệu thì gọi là nhu cầu tiêu dùng. Có một số bạn thì ví dụ như là mình đi mua một cái căn hộ để gọi là ở. Thế và một số bạn thì đi mua một cái mặt bằng để làm xưởng, thì cái nhu cầu đấy gọi là nhu cầu tiêu dùng. Rồi. Ok, thế một số anh em đang nghe phần này thì hãy comment xuống là nhu cầu số 1 là tiêu dùng. Tiêu dùng. Thì tuy nhiên ở cái phần mà tiêu dùng ấy thì nhiều anh em cũng cũng có thể dễ gặp những cái sai lầm, rủi ro, mất tiền. Ví dụ như mua nhà để ở chẳng hạn. Thế nhiều khi bạn mua xong thì bạn mới biết là cái nhà này nó phong thủy không tốt, ở vào thì nó sức khỏe nó đi xuống, sự nghiệp đi xuống. Thế một số bạn mà thấy là từ hồi mà mình về nhà mình ở cái nhà mới ấy, mà cuộc đời của mình, sự nghiệp của mình, sức khỏe của mình đi xuống thì bạn nên cân nhắc cái việc là gọi thầy phong thủy về xem lại, check lại, kiểm tra lại nhà cửa. Và đôi khi phải cân nhắc đến việc bán tài sản và đi chỗ khác. Đấy. Thì tôi vừa nói ví dụ là kể cả là tiêu dùng thì bạn cũng phải tính toán. Thế một số bạn tôi ví dụ như là mua cái căn hộ chung cư đấy, để mà mình ở chẳng hạn, nhưng vì sao thì mình mới thấy cái căn hộ đấy là có rất là nhiều cái là bất cập. Ví dụ như là nó có thể là bị chất lượng xây dựng kém, nó có thể là ví dụ như là về cái hướng chẳng hạn, hướng tây xong bắt đầu có hai mặt thì một mặt hướng tây rất là nóng, vân vân. Thì một số bạn thì nhu cầu mục đích số 1 ở đây là tiêu dùng thì chúng ta cũng phải lưu ý. Cái mục tiêu số 2 ở một số người khi mà đi đầu tư bất động sản ấy, thì thường là để lấy cái lãi vốn. Lãi vốn là gì? Tức là ví dụ như là mình mua mình lời được một năm mình kiếm được khoảng độ 20%, hay là mình mua một đồng mình bán được 3 đồng. Tôi ví dụ như là ngày xưa cách đây khoảng hơn 10 năm, thế thì tôi mua mấy cái miếng đất bé bé khoảng từ 100 đến 300 mét vuông. Thế thì không có ai dạy cho mình về kiến thức về bất động sản. Thế thì mình đi mua thì mình không có kinh nghiệm. Mình mua mãi nó chả tăng giá gì cả. Thế mình chờ khoảng độ tầm 10 năm. 10 năm thì bây giờ thì người ta giả được khoảng gấp khoảng độ 3 lần. Ví dụ như là ngày xưa mà cách đây khoảng độ 10 11 năm mua 500 triệu thì bây giờ thành tỷ rưỡi. 400 thì nó thành tỷ 2, nó cũng chả được bao nhiêu, bởi vì tính ra ấy, là 10 năm mà lãi gấp 3 lần ấy, thì nó là rất ít. Đấy, rất ít. Thì tôi ví dụ như bởi vì 10 năm thực ra thì có khi gửi ngân hàng đã gấp đôi rồi, nếu mà chưa tính lãi suất kép. Đấy. Nó đã gần gấp đôi rồi thì thực ra lãi gấp 3 là không hiệu quả. Thì tại sao? Bởi vì là ngày xưa là mình không có ai dạy mình đi mua như thế nào cả. Đi mua là nên mua cái loại gì, tiêu chí như thế nào. Thì cái bài học ở đây là cái mục tiêu số 2, người ta đi mua để lấy cái lãi vốn, tức là cái tăng giá của tài sản. Tôi ví dụ như một đồng thành 2 đồng, một đồng thành 10 đồng hay là một đồng thành 5 đồng. Tuy nhiên nếu bạn muốn, bạn phải có tư duy, tức là ví dụ như là một đồng mình muốn ăn 10 đồng chẳng hạn thì mình phải đầu tư loại khác, mà mình muốn một đồng ăn 100 đồng thì mình lại phải đầu tư loại khác nữa. Thì chúng ta ở đây chúng ta vừa qua hai cái điểm. Thứ nhất là mua là mục tiêu, mục đích đầu tiên là tiêu dùng. Mục đích thứ hai là lãi vốn, tức là cái sự tăng giá của tài sản. Thế thì tôi ví dụ như có những bạn, tôi có những bạn học viên ngày xưa mua 900 triệu, thế 3 năm sau thì nó tăng lên thành khoảng độ là 9 tỷ, tức là gấp 10 lần. Thế thì thường thì bạn nên biết một câu chuyện là thường nhiều khi là đi đầu tư bất động sản thì cái thời gian nó không 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 phải là tháng trước tháng sau. Nếu mà bạn muốn lời nhiều thì đôi khi là cái thời gian nó cũng phải đủ dài. Mấy cái miếng con mà tôi vừa nói thì gọi là nếu mà một số bạn thì học bài học là tầm nhìn mà 10 năm
đi đầu tư mà tầm nhìn 10 năm chẳng hạn thì yên tâm là chắc là không lỗ. Thế nhưng mà cái người giỏi thì người ta sẽ biết là đầu tư cái nào cho nó hiệu quả. Tôi ví dụ như cách đây khoảng độ tầm 1 năm tôi mua một miếng khác thì khoảng độ tầm hơn 7 tỷ. Thì bây giờ thì nó cách đây 1 năm thôi nó gấp 3, bây giờ gấp 3 thì khoảng 20. Và có thể là trong vòng 1 năm nữa thì nó lên khoảng độ tầm 30 đến 35 tỷ. Thì cái bài học ở đây là mục tiêu số 1 là tiêu dùng, mục tiêu số 2 là lãi vốn. Đấy, mục tiêu số 3 là một số bạn có thể mục tiêu là dòng tiền. Đấy, tôi ví dụ như là tôi có mua mảnh đất xây ở trong Sài Gòn thì cả đất cả xây hết khoảng độ cũng khoảng độ tầm 12 tỷ thì cho thuê được khoảng 100 triệu một tháng. Thì đấy gọi là có dòng tiền. Nhưng trước đây mình mua một cái shop house trong bao đầu nó mười mấy tỷ thì cho thuê được có 15 triệu. Thì cái loại đấy shop house đấy dòng tiền nó bé, nó không hiệu quả. Đấy. Thì cái bài học ở đây tôi muốn chia sẻ bạn là có 3 mục tiêu khi người ta đi mua đầu tư bất động sản. Một là có tiêu dùng, hai là lãi vốn và ba là dòng tiền. Thế lợi ích là gì khi mà bạn biết cái kiến thức này? Bởi vì thực ra thì biết thì nó không giải quyết được cái gì cả. Thế thì lợi ích là gì? Thế lợi ích là chúng ta trước khi vào một cái thương vụ đầu tư thì bạn nên tính xem là cái mục tiêu, mục đích của mình khi đi mua thì là tiêu dùng, lãi vốn hay dòng tiền. Tôi đưa cho bạn một cái ví dụ thì bạn sẽ hiểu ngay. Có một bạn, tôi có một bạn học viên, thế bạn này bạn được giới thiệu một cái cơ hội mua một cái condotel. Đấy, condotel ở miền Trung. Đấy, thế thì trước khi mua thì cái condotel nó khoảng độ 2 tỷ, hơn 2 tỷ một chút. Thì trước khi mua bạn ấy hỏi tôi là em có nên mua hay không? Em có nên mua hay không? Thế bảo đấy thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái bài học, tức là ba mục đích của đầu tư. Đấy, một là tiêu dùng, hai là lãi vốn và ba là dòng tiền. Thế thì bây giờ mình thử phân tích nhá. Đấy, một là tiêu dùng. Thế thì cái condotel này thì một năm thì em ra dùng được mấy lần? Thế thì bạn bảo em năm có khi là ra dùng được lần hai lần, mà chẳng nhẽ năm nào cũng đi cái chỗ đấy. Thế thì thực ra thì người ta cho bạn là một năm được khoảng độ đâu đó khoảng 15 ngày là được dùng miễn phí chẳng hạn. Tuy nhiên thì thực ra bạn nên tính là thực ra 15 ngày nếu mà bạn bỏ tiền ra đi thì mỗi năm đi được rất nhiều nơi và không việc gì phải chơi ở một chỗ cả. Vì tôi cũng có kinh nghiệm câu chuyện là mua cái biệt thự nghỉ dưỡng, bắt đầu là ngày xưa mình mua mình nghĩ là mình sẽ ra nhiều, nhưng mà cuối cùng là có khi năm ra được đúng một lần, ra được đúng một lần. Thế thì thực ra về mặt tiêu dùng thì gần như là mình không dùng mấy. Mà cái những cái tòa mà bạn còn chưa xây xong thì thôi, khỏi chưa bàn việc tiêu dùng luôn. Như vậy mục tiêu đầu tiên là về tiêu dùng là không đạt. Mục tiêu thứ hai là về mặt lãi vốn thì câu hỏi là nó tăng được thành mấy đồng. Thì mình cũng biết thừa câu chuyện là cái condotel đấy mình mua khoảng độ 2 tỷ 3, 2 tỷ rưỡi thì không thể có chuyện gấp đôi được. Không thể nhân đôi nhân 3 tài khoản lên được. Đấy, trong vòng 1, 2, 3 năm thì không có vụ đấy. Như vậy là cái tiêu chí thứ hai là về mặt lãi vốn là nó không đạt được. Thế còn một số anh em thì bây giờ là mua xong bây giờ còn phải bán lỗ thì không bàn rồi. Cái mục tiêu thứ ba ở đây là về mặt dòng tiền. Ví dụ như là dòng tiền thì thực ra thì người ta cam kết với bạn là ví dụ 10% năm hoặc 12% năm. Thì bạn cũng nên nhìn nhận là cái dòng tiền đấy thực ra là nó không có tính ổn định. Đấy, không có tính ổn định. Rất nhiều trường hợp là tôi đã vào những cái khu resort 5 sao rồi thậm chí là những cái khu gọi là condotel ấy, thì khai thác không hiệu quả, không phải lúc nào cũng là đông khách, chỉ có ngày lễ, ngày Tết rồi là thứ bảy chủ nhật thôi. Thì thế cái 10% nó không khả thi, mà về mặt bản chất giống như là chủ đầu tư gọi là vay tiền, thay vì vay tiền của ngân hàng thì vay tiền của bạn cho nó nhanh. Đấy, 10%, 11, 12% năm. Thì bài học ở đây là gì? Là tôi vừa phân tích cho bạn ví dụ có nên mua một căn condotel hay không. Đấy. Thì ví dụ phân tích theo 3 tiêu chí là thứ nhất là về mặt tiêu dùng thì gần như bạn là dùng rất ít, năm có khi ra được lần, thế thì thực ra là mà không phải năm nào mình ra chỗ đấy. Cái thứ hai là về mặt lãi vốn thì không phải tăng gấp đôi gấp ba được. Đấy. Cái thứ ba là về mặt dòng tiền thì thực ra ví dụ như là cái dòng tiền cam kết ấy, thì nhiều trường hợp nó dòng tiền nó là không ổn định. Vẫn có cách để đạt những cái dòng tiền khoảng 10%. Nếu sau này một số bạn mà có cơ hội mà chúng ta bạn có đi học ở cái lớp chuyên sâu của Nick về bất động sản ấy, thì bạn sẽ biết thêm khoảng chục loại tài sản dòng tiền 10%, nhưng mà nó tăng giá tốt hơn.
Thế thì trường hợp của condotel thì cái dòng tiền này dòng tiền cam kết từ chủ đầu tư chứ không phải là dòng tiền thực sự là từ từ cái tài sản đấy nó phát sinh. Đấy. Thì qua ba ví dụ qua ba cái tiêu chí đấy thì nó đều không không có phải gọi là lý tưởng. Thế thì ví dụ như trường hợp của tôi khuyến khích bạn là mình không nên mua, đấy, không nên mua. Mình nên đi tìm những cái cơ hội mà thực ra cái mục tiêu của mình ví dụ mình muốn nhân đôi nhân ba tài khoản thì mình phải mua cái loại khác. Đấy. Tại sao một số bạn khác thì lại ví dụ như là đọc sách của Robert Kiyosaki dạy con làm giàu, đi tìm mua những cái chủ đầu tư cam kết để lấy 10% dòng tiền thì bạn phải chọn chủ đầu tư. Chọn chủ đầu tư. Có những chủ đầu tư uy tín, họ trả đúng 10% đều đặn. Thì mình mua được. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu câu chuyện về mặt lãi vốn là tăng gấp đôi, gấp ba, gấp 5 lần là không có. Rồi, thì tôi vừa chia sẻ với bạn một cái kiến thức nó tên là ba mục tiêu của đi đầu tư bất động sản. Thế thì các bạn có thể ghi cái kiến thức đấy vào trong sổ. Thế sau này thì đi mua bất động sản thì bạn có thể đặt đấy là ba cái câu hỏi cũng rất là hay. Thế một số người thì đi đầu tư đi mua thì đôi khi là để bảo toàn vốn thôi, bảo toàn vốn. Tức là để tiền trong ngân hàng thì gửi được có 7% thì thôi mua chỗ nào mà cứ mỗi năm tăng khoảng 10 12%, 2 năm thì được khoảng độ 2 30% là được rồi. Thì nó cũng tất nhiên nó có nhiều mục đích khác nhưng mà về cơ bản thì chúng ta có ba cái mục đích chính như thế. Một là bất động sản, hai là doanh nghiệp và ba là phát triển cá nhân. Thì bây giờ đến chủ đề thứ hai, chủ đề là về doanh nghiệp nhé. Về doanh nghiệp, ok, câu chuyện của dịch Covid chẳng hạn. Thế thì tôi nghĩ là sẽ có hai nhóm doanh nghiệp. Một là những nhóm mà lên online được, ví dụ như là như dạy học này lên online được. Và có những nhóm thứ hai thì không lên online được. Không lên online được. Thì với những nhóm mà không lên online được thì tôi ví dụ như là chẳng hạn như tôi đang bán đất chẳng hạn, đợt trước Tết thì có mua khoảng độ 20 lô, hai cái biệt thự 18 cái liền kề, thì ví dụ như là khách hàng thì người ta thực ra vẫn phải đi xem thì người ta mới ra quyết định được. Thế thì mình cái giai đoạn này thì mình làm cái gì, gọi là mình đấy là gọi là cái đấy là không lên online được thì mình làm cái gì? Thì giai đoạn này thì mình chuẩn bị thôi. Ví dụ như là mình có thiết kế để mình làm nhà mẫu, hay là mình gọi là làm đào tạo nhân sự, hay là mình set up lại marketing, hay là ví dụ như là có một cái dự án tôi đang triển khai là 89 hectare chẳng hạn, thì mình đợt này mình đang lập cái pháp lý quy hoạch chi tiết 1/500 thì cũng là một đội nhóm anh em làm chung với nhau, thì hy vọng là đến tầm khoảng độ tháng 7 thì xong cái 1/500. Thì cái giai đoạn này với nhiều bạn thì nếu mà không lên online được thì khả năng thứ nhất là bạn sẽ là rơi vào trạng thái là chuẩn bị để mà khi dịch kết thúc thì chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Đấy. Còn những anh em mà lên online được thì lại là một cơ hội rất tuyệt vời. Bản thân như chúng tôi thấy là lên online được rất là hay. Ví dụ như là họp, ví dụ họp chẳng hạn. Thì bây giờ anh em họp qua Zoom hết, họp toàn quốc, các chi nhánh nào là Sài Gòn, Phú Quốc, Nha Trang hay là Quảng Ninh hay là Tây Ninh chẳng hạn thì họp rất là tiện. Thì và khi mà và đây lại là một cái rất là tốt, một cái cơ hội rất là tốt. Thì những trường hợp mà lên online được thì có thể nó mở ra một cái thị trường rất lớn. Thế còn những trường hợp không lên online được thì giai đoạn này là một là chuẩn bị. Khả năng thứ hai là một số anh em thì lại đi hướng là gọi là mình tìm một mô hình kinh doanh mới. Tôi ví dụ gần đây một số bạn học viên của tôi thì đang học một cái mô hình kinh doanh mới như là kinh doanh trên Amazon, kinh doanh online ở thị trường Mỹ. Thế thì nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nếu mà không lên online được thì một số bạn sẽ đi vào giai đoạn chuẩn bị. Đấy, và đợi hết dịch. Hết dịch thì tôi nghĩ là cũng giống như là nhiều anh em thấy là như Trung Quốc chẳng hạn thì ở Vũ Hán người ta cũng gọi là các nhân viên y tế rồi là bác sĩ người ta cũng được về rồi là các cái gọi là bệnh viện dã chiến cũng được giải tán thì tôi nghĩ là Việt Nam sớm muộn thì cũng xong cái vụ này thôi nhưng mà một số bạn thì giai đoạn này thì đang bị cạn về tiền mặt thì nếu bạn có tài sản thì bạn nên suy nghĩ về việc cơ cấu vốn và bán một hai tài sản ra chẳng hạn thì thường thì nhiều bạn bảo là không bán được nhưng mà thực tế thì như bên này một số tài sản ở trung tâm này ở Vendo này
Đấy, hay là tài sản trong dự án, khi mà marketing thì vẫn có khách quan tâm hỏi han và một số khách vẫn đi xem, ví dụ Vendo vẫn có đi xem mà, thì họ tại sao họ vẫn đi xem, bởi vì họ nghĩ là giai đoạn này đi mua thì được nó rẻ hơn một tí, rẻ hơn một ít. Đấy. Và một số người thì họ mua tiêu dùng, một số ông thì ông ấy mua để ông ấy lấy cái dòng tiền, ví dụ tôi có những cái người khách hàng người ta đi mua để người ta xây lấy đất, người ta xây cái xưởng công nghiệp. Đấy. Thì tôi vừa nói câu chuyện là về phần cái một số bạn mà làm ở phần doanh nghiệp thì có thể tách làm hai nhóm, một nhóm là online được và một nhóm là không lên online được. Thì không lên online được thì giai đoạn này mình không nên để lãng phí, mình nên có cái sự chuẩn bị để mà trong vòng 1-2 tháng tới hay là vài ngày tới mà nó nhanh thì anh em quay trở lại vòng quay ngay rồi. Thường thì cái phần mà câu chuyện của doanh nghiệp thì không có quá nhiều cái, thường ví dụ như này nó có 3 phần chính, nếu mà tấn công thì có 3 phần chính: một, sản phẩm, marketing, bán hàng. Làm ví dụ một số bạn là tôi có học viên là công ty bất động sản, thế thì ví dụ như sản phẩm đây, tôi chia sẻ bạn câu chuyện thực tế luôn để bạn dễ hình dung. Sản phẩm ví dụ nó có một cái văn phòng bất động sản thì cũng là doanh nghiệp, là công ty đấy. Thế nhưng mà cái bất động sản đấy thì thực ra nó không có cái sự khác biệt. Ví dụ như là mình bán cái gì thì mình cũng phải nghĩ cho khách hàng cái sản phẩm đấy nó phải tốt một tí. Ví dụ cái đất nền chẳng hạn thì cái giá mặt bằng chung thị trường thì nó chỉ có 5 triệu, 7 triệu, mình bán đến tận cái loại 10, 12 triệu thì cái sản phẩm đấy không phải là sản phẩm tốt và cũng không phải một sản phẩm khác biệt. Nếu mà trong 3 phần đấy thì ngay từ phần mà một số bạn là nên xem xét điều chỉnh lại về sản phẩm, chiến lược sản phẩm, hoặc là mình có gọi là cái hoặc là điều chỉnh về mô hình kinh doanh đấy. Đấy, một số bạn thì phần doanh nghiệp thì bây giờ hỏi em điều chỉnh cái gì, điều chỉnh marketing đấy, mình chạy quảng cáo marketing tốt không, khách gọi nhiều không. Tôi ví dụ như bên này tôi hướng dẫn cho mấy bạn làm công ty bất động sản thì marketing vẫn hàng ngày có 10, 15, 20, 30 người đăng ký vào form, một ngày có 5 cuộc gọi, 10 cuộc gọi thì một cái văn phòng nhỏ nhỏ 3 bạn, 5 bạn hay một công ty khoảng độ 10, 20 bạn thì cái hoạt động marketing ấy hàng nó vẫn được duy trì, chứ nhiều bạn thì không có quảng cáo mà marketing Google, Facebook rồi online vân vân. Còn chưa kể ví dụ như là một số bạn rất là sáng tạo, ví dụ như có những cái chụp tại đất luôn, chụp 360 là khách khỏi phải đi xem luôn. Thì ý tưởng ở đây là nếu ở phần doanh nghiệp, một bạn bạn nào là em bây giờ phải điều chỉnh thì em điều chỉnh cái gì, thì có thể là nó có, chúng ta có sản phẩm, chúng ta có phần marketing, chúng ta có phần bán hàng. Ví dụ như là một bạn công ty bất động sản khác thì cứ khách đến xem mấy hôm nay nó vẫn dẫn khách đều ấy. Thế thì cái đứa tư vấn ấy nó toàn tư vấn, tức là làm mất khách thôi, chứ còn hàng ngày ấy, luôn luôn có khoảng độ tầm 3 người lên xem mà không chốt được ai cả. Thế một số bạn thì phải phải xem lại công tác bán hàng, thì phải thay nhân viên tư vấn bán hàng, hoặc là mình là người bán hàng thì mình phải điều chỉnh lại cách bán. Đấy, thì thường làm tốt 3 phần này là có tiền rồi, bạn chọn được cái chiến lược sản phẩm tốt và khác biệt, một công tác marketing quảng bá tốt đấy, kỹ năng bán hàng chốt sale tốt, thì ba cái này là thì mình xem mình đang cần chỉnh cái nào đấy. Nếu mà tấn công với cái này, công ty bé bé thì chỉ cần cũng cần ba cái này, học nhiều thứ lan man quá chả ăn thua, thì nhiều người quá lan man đấy. Thế còn bạn mà công ty nó phình lên rồi, doanh nghiệp nó to hơn rồi thì có thể bạn bắt đầu nghĩ câu chuyện là phần 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 tiền tái đầu tư, mình bắt đầu có tiền rồi mình tái đầu tư thế nào cho chuẩn, thả vào đâu mà cứ thả 1 đồng thu về 10 đồng thì tốt, thả 200 mà thu về 2 tỷ, thả 500 mà thu về 1 tỷ thì tốt. Thì nhiều người tái đầu tư sai lầm, thì cần kỹ năng về quản lý tiền, hay là lúc mà kiếm được tiền ấy. Tôi ví dụ gần đây tôi nhìn thấy những bạn bắt đầu mới manh nha kiếm được tiền ra múc ngay, bắt đầu kiếm được khoảng 3 4 tỷ ra múc ngay vào ô tô 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi. Đấy là những trường hợp mà chưa có kỹ năng về quản lý tài chính. Vì sức mạnh tài chính thì quan trọng hơn cái sự thể hiện về tài chính. Nên nhiều bạn thì vẫn còn bởi vì thực ra không phải lúc nào cái việc kiếm tiền cũng ngon cả. Lúc có lúc kiếm được 10 đồng nhưng có lúc nó sẽ bị tụt xuống 3 đồng rất nhanh. Mọi thứ thường thay đổi rất nhanh. Hôm nay đang mua phân lô bán nền rất ngon nhưng có thể là một vài tháng sau là đã bị dừng rồi. Nên là lúc mà kiếm được tiền là cái lúc mà cần phải tích lũy sức mạnh. Đấy. Theo quan điểm tôi thì tôi đã, và kể cả những cái doanh nghiệp tỷ đô tôi đã thấy rất nhiều công ty tổ chức thành công họ rất là đơn giản. Đấy. Nên cái sức mạnh tài chính quan trọng hơn. Tôi cũng có anh bạn anh bảo anh nhiều triệu đô nhưng mà anh rất là đơn giản. Thế còn nhiều đứa xe cộ rất là đẹp nhưng nó toàn đến vay tiền anh thôi. Thế thì một số bạn mà mới ở giai đoạn đầu thì bạn nên quan trọng sức mạnh tài chính hơn.
Thế còn lúc mà rất là rảnh rỗi tiền rồi, ok thì mình mua thêm những cái ví dụ như giống như tôi mà tôi mua cái biệt thự nghỉ dưỡng để mà dùng, thì tôi về sau tôi thấy là cái những cái hoạt động như thế là không hiệu quả về mặt tài chính. Đấy. Rồi. Nếu mà doanh nghiệp phình lên rồi thì một số bạn có thể để ý hơn phần nhân sự, phần thứ hai là nhân sự, phần tiền và phần nhân sự. Ví dụ đợt vừa rồi khi mà dịch thì tôi ví dụ một một kinh nghiệm nhân sự thôi, thì bởi vì chúng ta đây là chỉ chia sẻ ngắn ngắn thôi. Có những bạn công ty khoảng độ 50 người thì bị tụt xuống còn 10 người, có những bạn 20 người, công ty còn 5 người. Thế nhưng vấn đề ấy là trong cái quá trình mà cắt giảm nhân sự như thế thì nhiều bạn không có kinh nghiệm lại cắt luôn cả những ông nòng cốt. Thì ví dụ có những công ty thì tỉnh táo họ có kinh nghiệm hơn, ví dụ một cái bạn tôi hướng dẫn cho thì 20 người em về 5 người cũng được không sao hết đấy. Thế nhưng mà những cái người mà nòng cốt là những cái em phải nhìn ra được ai là tướng, 5 người hay 6 người, quan trọng là em phải giữ bằng mọi giá, lương lậu là không được giảm nhiều. Đấy. Thì đây tôi ví dụ là câu chuyện về mặt nhân sự thì nhiều nhiều bạn thì có thể là thì hai cái phần mà tôi vừa nói thêm, phần tiền quản lý tiền và tái đầu tư và phần nhân sự thì những bạn mà có tài chính hay doanh nghiệp đi lên một thời gian rồi thì có thể sẽ nghĩ nhiều hơn về câu chuyện đó. Rồi thì tôi vừa chia sẻ bạn một phần về bất động sản này, một chủ đề nhanh về doanh nghiệp này. Bây giờ những chủ đề phát triển cá nhân, phần này thì cũng rất là cần thiết. Nhiều bạn thì nếu bạn đang trong những tình trạng như sau: một là bạn đang rất mệt mỏi, bạn đang ở nhà rất là chán đời, bạn đang bế tắc về tài chính, bạn đang gặp rất nhiều rắc rối. Thế thì thường ấy, người ta sẽ rơi vào cái trạng thái cảm xúc mà không được tốt và rất là stress. Thì tôi khuyến khích bạn là bạn hãy làm cái bài tập này. Thì đây là một cái phương pháp mà nó đã giúp cho rất là nhiều người và họ họ suy nghĩ tích cực hơn. Thì bạn hãy kẻ một cái bảng đấy, chia làm hai cột. Một cột là những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Vấn đề đây, ví dụ đây một cột vấn đề, bên tay trái là cột vấn đề, bên tay phải vì thì bạn cột vấn đề bạn liệt kê tất cả vấn đề đi, ví dụ như là 20 vấn đề của bạn, nào là sức khỏe không tốt, tiền mặt thì hết, hay là công ty thì anh em xin nghỉ, hay là marketing thì không có khách, vân vân. Thì bạn liệt kê tất cả các vấn đề hiện tại của bạn ra. Đấy, nợ nhiều ví dụ thế. Đấy, thì rồi là dịch làm cho mất thu nhập, vân vân, liệt kê hết 10 15 20 vấn đề ra. Và cái cột giải pháp bên này thì bạn liệt kê những cái giải pháp mà bạn có thể nghĩ ra được. Thì chúng ta tóm lại là đây là một cái bài tập kẻ làm hai cột, cột vấn đề và cột giải pháp. Thì cái lợi ích của cái bài tập này là gì? Là nó sẽ giúp cho bạn tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Đấy. Cái tâm trí của bạn nó sẽ tập trung vào giải pháp. Thì hết cái buổi học ngày hôm nay, cái buổi chia sẻ hôm nay thì anh em sẽ làm cái bài tập này. Đấy. Nó gọi bài tập vấn đề giải pháp. Thì đây là cái bài tập mà tôi đã làm trong khoảng độ cũng 7-8 năm trở đây, thấy cứ mỗi khi cần thì mình sử dụng cái bài tập này tốt tốt rất là tốt. Thì tôi khuyến khích anh em thường xuyên làm cái bài tập này. Khi mà tâm trí của bạn tập trung vào vấn đề thì bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi.